Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số đài miền Trung ngày hôm nay. Xổ số miền Trung hôm nay có các đài Bình Định, Quảng Trị và đài Quảng Bình. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Trung: giải 8, đài Bình Định 8-7, đài Quảng Trị 8-2, đài Quảng Bình 1-2, giải 7, đài Bình Định 6-9-2, đài Quảng Trị 098, đài Quảng Bình 154. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay.